giữa hàng triệu nội dung mà các nền tảng trực tuyến tiếp nhận mỗi ngày. Để thu hút người xem, các nhà sáng tạo nội dung số buộc phải có gì đó thật độc lạ. Video về thế giới vô hình ma quỷ, do đó nở rộ với những khoản tiền từ hàng triệu lượt xem chảy về túi nhà sáng tạo, bất chấp hệ lụy nhan nhản những hình ảnh ám ảnh người dùng trên các nền tảng. Hành trình săn ma của các YouTuber, TikToker, Facebooker chủ yếu ở những địa điểm hoang vu hẻo lánh. Các nhà sáng tạo nội dung số cũng khéo léo chọn các tựa đề vừa tò mò vừa sợ hãi như cổ quan tài trong dinh thự bỏ hoang, ma nữ ẩn mình trên cây xoài, xe Sipo trong nhà mồ, oan hồn dưới gốc cây mận, v.v. Điển hình như mỗi video kể chuyện ma của tài khoản LC, hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok, không quá 10 phút nhưng thu hút từ vài trăm ngàn đến hơn 17,5 triệu lượt xem. Công thức để LC sở hữu những video triệu view cũng không quá khó. Chịu khó đến những địa điểm như nhà hoang, bệnh viện bỏ hoang, nhà mồ, nhà lưu cốt để quay. Đầu tư hơn cho hành trình săn ma, mỗi video của tài khoản LHN, chủ kênh CMHTTT có trên 4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng YouTube. Được quay bằng thiết bị quay phim 4K có độ sắc nét gấp 4 lần Full HD. Flycam với những góc máy hoành tráng, nhưng không khác gì LC. Ngoài hình ảnh đẹp từ thiết bị quay chuyên nghiệp, thì chuyện ma quỷ chỉ qua lời kể của N hoặc một vài người dân địa phương. Mỗi video được lồng ghép chuẩn như phim, những khung cảnh hoàn toàn không có bóng người và im lặng tuyệt đối. Bất chợt xuất hiện tiếng bước chân, âm thanh gió hú kỳ lạ. Chị Hoàng Thị Thanh Thủy, 37 tuổi, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh kể: đi học về tụi nhỏ hay mượn điện thoại ba mẹ để coi TikTok. Cũng chiều con nên tôi đưa, có lần coi xong con khóc và hễ tối mà trong nhà chưa kịp mở đèn thì sợ và la hét. Hỏi ra mới biết tụi nhỏ lướt TikTok hay coi video nhà ma, sợ tới mức ám ảnh dù là đang ở trong nhà có ba mẹ. Sau hàng loạt video săn ma, khi nền tảng TikTok thêm tính năng bán hàng, LC nhanh chóng giới thiệu sản phẩm vòng tay phong thủy. Để thêm uy tín, tài khoản này còn làm hẳn 3 video nói về chuyện mình bị vong nhập trong quá trình đi quay ở các nhà hoang và cách hóa giải chính là việc đeo vòng tay phong thủy. Không bán hàng như LC, tài khoản LHN kiếm tiền từ lượt xem của người dùng mạng xã hội. Vì nền tảng YouTube từ lâu đã bật chế độ kiếm tiền tại thị trường Việt Nam, nhưng để tăng thêm nguồn thu nhập, N để hẳn số điện thoại và số tài khoản trên kênh của mình và kêu gọi sự ủng hộ từ người xem nếu thấy các video của kênh hấp dẫn. Sự phủ sóng của các video hô ma gọi quỷ kiểu này cũng là một xu hướng trong hàng triệu xu hướng của nền tảng số, nhưng kiểm duyệt để giới hạn độ tuổi tiếp cận hay lo lắng những tác động của nó ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần người xem thì hẳn phải cần một biện pháp mạnh hơn tiêu chuẩn cộng đồng mà các nền tảng mạng xã hội đang đặt ra.